Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin học Đông Phương. Và trong video ngày hôm nay thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đồng bộ dữ liệu của chúng ta từ máy tính lên đám mây bằng cái dịch vụ là Google Drive. Và chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu của chúng ta từ đám mây sang nhiều máy tính khác nhau để chúng ta có thể dễ dàng truy cập dữ liệu của mình từ nhiều máy tính. Ví dụ như là các bạn có hai cái máy tính, một máy tính ở cơ quan và một cái máy tính ở nhà. Khi mà mình dùng máy tính ở cơ quan, mình muốn về nhà làm việc tiếp với cái dữ liệu đó thì có thể sử dụng dịch vụ này, chúng ta đồng bộ cái dữ liệu đó sang hai máy tính. Hoặc là các bạn có một cái file Excel hoặc là một cái file nào đó mà các bạn muốn cho nhiều nhân viên trong công ty truy cập thì mình cũng có thể sử dụng dịch vụ này để chúng ta đồng bộ cái file đó sang nhiều máy tính khác nhau. Đầu tiên thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái Google Drive trên một máy tính trước, sau đó mình sẽ chuyển sang cái phần là mình cài cho nhiều máy tính ha. Đầu tiên thì mình sẽ mở lên cái Google Drive lên. Nếu các bạn có trình duyệt nào thì mở trình duyệt đó, Firefox hay là Cốc cũng được ha. Ở đây mình sẽ tìm một từ khóa là Drive App. Đó, bấm Enter. Yeah. Rồi nó sẽ ra một cái kết quả tìm kiếm, đó là tải xuống này, Google Drive này, các bạn kích vô. Này cũng dễ lắm. Rồi, mình sẽ bấm tiếp vào tải ứng dụng Drive cho máy tính. Thì theo thời gian thì có thể cái nút này nó nằm ở vị trí khác thì các bạn cứ vào đây các bạn xem thôi ha. Rồi, các bạn đợi một lát nó sẽ tải về. Thì đây là một cái ứng dụng mới mà Google mới thay đổi gần đây thôi. Nếu mà các bạn đang sử dụng cái ứng dụng trước á, ứng dụng cũ nó có tên là Backup and Sync á, thì khi mà mình mở lên á thì nó sẽ hiện thông báo nó yêu cầu mình chuyển về cái ứng dụng mới này nha. Rồi khi nó tải về xong thì mình kích vào đây, mình bấm mình mở cài đặt luôn. Còn ví dụ như mà các bạn không thấy ở đây thì các bạn có thể là vào cái thư mục của mình, rồi vào thư mục download đây thì nó sẽ nằm trong đây nha, nằm thư mục download. Mình mở lên rồi mình kích vào đây mình cài thôi. Rồi bấm Yes. Rồi mình bỏ chat ở đây luôn đi, không cần chat ở đây đâu. Bấm Install. Rồi trong khi nó cài đặt thì mình sẽ vào cái Google Drive trên cái web của mình trước. Các bạn vào cho mình cái từ khóa là Drive. Đó, mình vào trên web trước đi. Bấm vào Google Drive đây. Rồi ở đây nó cài xong rồi ha. Cài xong thì nó hiện cái bảng này cho mình ha. Thì tạm thời mình cứ để đó đi ha. Mình sẽ vào Google Drive trên web của mình trước. Chuyển tới. Rồi chúng ta kéo, chúng ta thả vào bên đây. Giờ chúng ta đăng nhập trước. Thì các bạn còn phải có một cái Gmail nha. Đây là điều bắt buộc rồi. Mình sử dụng Google phải có tài khoản Gmail. Thì ở đây mình sử dụng Gmail này. Và chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Enter. Rồi, thì đây là cái tài khoản Google Drive của mình trên web, trên trang web đó. Thì các bạn thấy là trên tài khoản Google Drive của mình đã có dữ liệu rồi, các bạn thấy không? Đây dữ liệu đây. Được chưa? Trong cái thẻ Drive của tôi này thì có dữ liệu đây. Rồi xong chúng ta đăng nhập xong chúng ta để đó, chúng ta hạ xuống cái đã. Chúng ta quay là trở lại với cái màn hình mà cài đặt đây. Nó cài đặt xong chúng ta bấm Close. Và chúng ta quay lại cái màn hình chính của ứng dụng của mình đây. Thì mới lần đầu khi mà cài đặt các bạn chưa đăng nhập thì nó sẽ hiển thị cái cửa sổ này để chúng ta đăng nhập vào. Các bạn bấm tiếp là Sign in with Browse. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ chọn cái tài khoản của mình. Mình vừa đăng nhập lúc nãy cho nên ở đây nó hiện luôn. Thì chúng ta kích vào đây thôi. Còn nếu mà các bạn chưa đăng nhập trước thì nó yêu cầu các bạn đăng nhập bằng cái tên Gmail với cái mật khẩu. Thì do mình đăng nhập rồi thì nó không còn yêu cầu nữa. Rồi mình bấm vô Sign in. Rồi, success vậy là xong thôi các bạn. Rồi, mình sẽ hạ cái trình duyệt này xuống. Và các bạn nhìn cho mình vào cái góc phải cạnh cái khay đồng hồ, các bạn thấy có một cái tam giác ở đây. Thấy một cái tam giác ở đây. Đó, các bạn hình dung không? Rồi, đây là một sự thay đổi khi mình cài xong. Và một cái sự thay đổi tiếp theo nữa, các bạn mở cho mình cái read PC lên. Đây.
Các bạn vào cho mình cái RIPPC này. Ở đây mình sử dụng Win 10 ha, còn Win 7 nó là My Computer RIPPC. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ hiển thị cho mình là một cái ổ đĩa nữa là Google Drive. Đó, cái ứng dụng mới này nó khác với ứng dụng cũ là nó sẽ tạo ra một cái mình cái ổ đĩa riêng, và ở đây nó sẽ hiển thị cái dung lượng của cái tài khoản mà chúng ta đang có. Thì ở đây mình có 15GB mà mình sử dụng hết 4GB mấy rồi, thì nó còn là 10GB6 ha. Rồi ok. Thì mình mở vào đây, mình kích đúp vào cái ổ đĩa để mình xem nó có cái gì nè. Rồi vào tiếp My Drive. Thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ đồng bộ những cái file của mình ở trên cái tài khoản Google Drive trên web á, hồi nãy mình có thì nó đồng bộ vào đây. Các bạn hình dung không? Rồi. Thì khi mà mình tạo mình có thể tạo một tài liệu, ví dụ như mình tạo một tài liệu khác đi ha. Ví dụ như là mình tạo một cái file Excel, mình ghi là ví dụ như mình ghi là hóa đơn bán hàng. Khi mình tạo như vậy á thì ở trên cái web của mình nó cũng sẽ đồng bộ theo luôn. Các bạn kích vô đây. Rồi. Các bạn refresh tải lại trang này thì cái file hóa đơn của bán hàng của mình sẽ được tải lên, các bạn thấy không? Đó, nó tải lên ngay lập tức như thế này. Các bạn nhớ không? Và các bạn để ý là ở trong cái thư mục này với cái trên cái tài khoản Google Drive của mình là một nha. Nếu các bạn xóa ở một nơi thì tất cả các nơi đều xóa. Ví dụ như các bạn có thể sau này các bạn đồng bộ sang nhiều máy cũng vậy, thì khi các bạn xóa một nơi thì tất cả đều xóa. Thì các bạn cái này các bạn cẩn thận ha. Rồi, thì trong cái ổ đĩa này thì những cái tài liệu nào mà mình muốn sử dụng chung á, hoặc là mình muốn sao lưu đám mây á, thì các bạn copy, các bạn dán vào cái My Drive này nha. Các bạn copy, các bạn dán vào này. Và trong này mình cũng có thể tạo nhiều thư mục. Tại vì nó cũng giống một ổ đĩa mà, các bạn có thể tạo một hệ thống thư mục để mình quản lý tài liệu cho nó dễ. Giả sử bây giờ mình copy một file nữa đi. Ví dụ giả sử mình copy một file, giả sử cái file này đi ha, nó có dung lượng là 1GB thì chúng ta copy, chúng ta dán ra thì nó tạo ra một cái file khác. Thì các bạn thấy là khi mình copy ra một cái chờ nó tải xong rồi mình sẽ nói tiếp ha. Cái tốc độ khi mà mình copy một cái file lớn sang cái ổ đĩa này thì nó hơi chậm các bạn. Nếu mà ổ đĩa trong máy tính của mình thì rất là nhanh, nhưng mà ở đây thì nó hơi chậm. Rồi. Khi mình tạo một cái file như thế này thì nó cần có thời gian để nó tải lên Google Drive. Thì các bạn nhìn dưới cái các bạn kích vô đây này. Các bạn kích vô đây các bạn thấy là hiện tại cái hóa đơn của mình là đang up lên Google Drive đúng không? Đó. Thì không phải là mình khi mình copy dữ liệu mình vào này thì các bạn lên cái trang web này các bạn thấy được đâu, thấy được lần ngay đâu, mà các bạn cần phải có thời gian để cho cái file này nó up lên cái tài khoản, up lên đám mây của mình. Thì up nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cái đường mạng của mình ha. Thì các bạn kích vào đây, khi mà mình muốn xem thử cái trạng thái á, thì các bạn kích vào đây để các bạn xem hiện tại có file nào đang đồng bộ hay không. Nếu mà nó có dấu check hết có nghĩa là nó đã đồng bộ xong. Cái điều này nó cũng sẽ lưu ý cho các bạn khi mà các bạn đồng bộ ở nhiều máy. Thì khi mà mình lưu dữ liệu ở máy này thì các bạn phải chờ nó upload lên, xong các bạn mở cái máy kia thì các bạn phải chờ nó tải xuống rồi các bạn mới được sử dụng. Như vậy thì chúng ta mới sử dụng được cái file dữ liệu mới nhất nha. Các bạn cực kỳ lưu ý điều đó nếu không muốn bị mất dữ liệu nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái ứng dụng này thử xem thử nó có cái gì ha. Các bạn vào cái nút kích vào tam giác ở đây, xong mình sẽ vào cái nút cài đặt ở đây. Mình sẽ nói cho các bạn một số cái thuộc một cái tùy chọn của cái này. Đây. Và các bạn chọn là preference. Đó. Rồi, cái mục My PC này thì mình tạm thời bỏ qua ha. Cái này là mình xíu nữa mình sẽ nói sau. Mình sẽ chuyển sang cái thẻ là Google Drive ở đây. Trong cái thẻ này nó sẽ có hai cái phần rất là quan trọng. Rất quan trọng nha, cái này rất quan trọng. Đó là cái mục là Stream File và cái mục là My Raw File. Hai cái này là khác nhau chỗ nào? Thì mặc định khi mình cài ứng dụng á và mình đăng nhập vào thì Google Drive nó cho mình cái tùy chọn là Stream File. Stream File này có nghĩa là nó chỉ lấy dữ liệu, nó tạo một cái ổ đĩa ở đây thôi. Các bạn thấy ổ đĩa G này. À, nhưng mà khi mình ngắt tài khoản á, thì ổ G này nó mất và tài liệu của chúng ta cũng sẽ không còn trên máy này. Tất nhiên là nó vẫn còn trên Google Drive nha, mình có thể đồng bộ lại ở máy khác nha. Nhưng mà
Trong trường hợp các bạn muốn là cái dữ liệu này nằm trên ổ đĩa cứng của chúng ta luôn, ví dụ như nằm trong ổ E luôn nha, thì mình có thể sử dụng cái là Microfile này. Như vậy thì cái Microfile này nó sẽ giúp cho mình vừa đồng bộ lên Google Drive và cái dữ liệu của chúng ta vừa ở trong ổ cứng này luôn. Để khi mà mình ngắt kết nối với tài khoản này thì cái dữ liệu của mình nó sẽ không bị mất khỏi ổ đĩa. Thì mình sẽ khuyến khích các bạn là sử dụng cái này. Sử dụng cái này. Mình sẽ kích ở đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng, mình chuyển sang cái tính năng là Microfile này nha. Mình khuyến khích các bạn sử dụng cái này nha. Kích vào đây. Thì khi mà mình kích vào đây thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ, cái hộp thoại để nó yêu cầu chúng ta chọn cái đường dẫn mà cái Google Drive nó muốn lưu vào. Đó, thì ở đây mình sẽ lưu vào ổ đĩa E đi ha. Ở đây mình bấm cancel ra. Xong rồi mình sẽ tạo, mình vào ổ đĩa E của mình này. Đó, mình tạo một cái thư mục gọi là Google Drive 1. Tại sao ghi số 1? Bởi vì mình có thể là tạo nhiều tài khoản, đồng bộ nhiều tài khoản trên trên một máy mà, đúng không? Mình tạo cái 1 ra đi. Rồi, xong mình chọn là Microfile. Sau đó mình sẽ vào là Change Folder Location. Là mục đích là nó chọn cái đường dẫn để chuyển hết dữ liệu của mình qua. Đó. Rồi sau đó các bạn vào ổ đĩa E này, đúng không? Và chọn Google Drive 1 này. Rồi chúng ta bấm Select Folder. Và chúng ta bấm Confirm Location. Thì bước này rất quan trọng nha các bạn. Rồi chúng ta bấm Save. Rồi nó sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại Google Drive. Chúng ta bấm Restart Now. Rồi các bạn đợi một xíu, nó sẽ khởi động lại và nó xuất hiện biểu tượng tam giác ở cái góc này đây. Đó, nó đã xuất hiện lại rồi, các bạn thấy không? Rồi, như vậy thì sau khi chúng ta làm cái bước đó và chúng ta vào cái readme.pc này để chúng ta xem này. Đó, thì các bạn thấy là bắt đầu dữ liệu của chúng ta nó sẽ chuyển sang ổ đĩa E. Mình kích đúp vào ổ E này, mình thấy này, Google Drive này. Đó, các bạn thấy nó chuyển qua không? Đó. Như vậy thì bắt đầu nó chuyển qua. Thì khi mà chuyển qua như thế á, thì khi mà mình ngắt kết nối với tài khoản Google Drive ở trên này thì cái dữ liệu của chúng ta nó vẫn nằm trong ổ E mà nó không bị mất. Các bạn hình dung không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào cái Google Drive để chúng ta xem nha. Và tiếp tục vào cái banh răng này, cái cài đặt này. Rồi chúng ta chọn tiếp là free frequency. Rồi, trong Google Drive này thì ok, trong này là xong rồi. Các bạn có thể vào cái nút cài đặt đây để chúng ta xem một số cái cài đặt nâng cao. Ở đây nó sẽ là gì? Đầu tiên nó sẽ có là Google Drive Letter, có nghĩa là cái tên ổ đĩa của mình. Thì ở đây mặc định nó là ổ G, mình có thể thay đổi cái chữ cái đầu của cái ổ đĩa của mình nếu mình muốn nha. Rồi, tiếp theo phần này. Cái phần này cũng khá là quan trọng đây. Google Photo. Cái Google Photo này nó liên kết với Google Drive bằng cách là nó sẽ up nó sẽ up những hình ảnh có trong Google, trong cái dữ liệu của chúng ta lên Google Photo. Thì các bạn có thể là tùy chọn nó up theo cái kiểu gì. Đây là up theo cái kiểu là chất lượng gốc. Còn cái đây là chất lượng cao. Chất lượng cao có nghĩa là nó lấy chất lượng gốc nó nén lại để giúp cho chúng ta tiết kiệm dung lượng á. Thì thông thường một tài khoản mới nó sẽ có 15GB. Chúng ta sử dụng chất lượng gốc thì nó sẽ tốn ổ đĩa hơn. Và kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 thì Google nó không cho miễn phí cái Google Photo nữa, mà chúng ta up theo cái kiểu gì thì cũng sẽ tốn dung lượng thôi. Thì theo mình thì đã tốn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng chất lượng gốc luôn để cho video và hình ảnh của chúng ta up lên cái Google Photo đó nó được chất lượng hơn. Thì cái này là tùy chọn chúng ta up theo cái chất lượng gì nha. Đó. Ở dưới đây thì nó sẽ upload screenshot, là upload những cái ảnh mà chúng ta chụp màn hình. Còn đây là up những file raw mà chúng ta chụp từ máy ảnh ha, những file raw, phải thô đó. Rồi, ở dưới đây tùy chọn là khởi động Google Drive. Khi mà khởi động máy tính thì cái này thì các bạn luôn luôn chọn nha. Đó.
Rồi, còn cái file, còn cái này, cái này thì các bạn để mặc định, không 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 có động gì ở đây hết. Rồi, tương tự ở dưới này cũng mặc định luôn. Rồi, ở dưới đây mặc định những cái không quan trọng thì mình cứ để mặc định đi ha. Chúng ta bấm save, chúng ta tiếp tục. Save thì nó yêu cầu nó khởi động lại, nhưng mà ở đây mình tạm thời bấm cancel. Rồi tiếp tục, chúng ta error list này là chúng ta xem thì những cái file nào đang bị lỗi mà không thể đồng bộ được. Còn cái này là khi mình kích vào đây thì nó sẽ ngưng đồng bộ, nó không không đồng bộ nữa. Rồi. Còn những cái dưới này thì không quan trọng rồi. Cái quit này á là để cho mình thoát cái phần mềm này đi. Thoát có nghĩa là thoát tạm thời, khi mình khởi động lại máy thì nó vẫn mở lên. Còn nếu các bạn muốn ngắt kết nối cái tài khoản này và trong cái máy này thì các bạn sẽ vào là preference. Rồi các bạn chọn cái ở mục này. Cái mục này. Và các bạn chọn là disconnect account. Đó, disconnect account nha. Rồi, ok. Rồi chúng ta tiếp tục thử xem cái phần mềm này nó có cái gì nha. Tiếp theo là cái biểu tượng là cái đầu người đây, các bạn kích vô. Thì trong cái Google, cái ứng dụng Google Drive mới này, nó có một chức năng là nó cho chúng ta đồng bộ nhiều tài khoản trên một cái máy tính. Thì hồi xưa không có. Cái này là mới, cái ứng dụng mới thôi. Mình có thể add another account này để chúng ta đăng nhập vào một cái tài khoản mới. Đó, đó là lý do tại sao lúc nãy mình làm ở đây là Google Drive 1. Trên cái thư mục này này. Hồi nãy mình làm thư mục này, Google Drive 1. Và mình có thể tạo một cái tài khoản mới trên đây, new folder trên đây. Và mình sẽ cái gọi là Google Drive 2. Ở đây mình giả sử mình đăng nhập hai tài khoản cho các bạn xem luôn ha. Rồi. Thì khi mình chọn như vậy á thì nó sẽ các bạn thấy là nó sẽ hiển thị một cái trình duyệt đúng không? Các bạn nhớ mở trình duyệt này lên. Đây, cái trình duyệt đây. Đó, và mình sẽ chọn là use another account, các bạn kích vào đây và mình sẽ chọn một cái tài khoản mới, ví dụ như là mình sẽ chọn là Tin Học Đông Phương đi. Đó. Và mình nhập mật khẩu vào. Rồi chúng ta bấm sign in. Thì khi mình sign in không xong thì cái cửa sổ này nó sẽ ok này, nó vô này. Đó, các bạn thấy nó vô không? Rồi. Ok, như vậy thì ở trong đây mình vào đây thì mình sẽ thấy ở đây nó là hai account. Và chúng ta muốn chỉnh sửa account nào thì chúng ta chọn vào và chúng ta chọn vào cái account đó nha. Ở đây chúng ta chọn cái account đó. Vô cài đặt này, Reference này, thì mình sẽ chỉnh sửa account nào thì chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta chọn vào account đó để chúng ta tùy chọn cài đặt ha. Thì nó giống như cái bước lúc nãy thôi. Thì đây là mình nghĩ là Google chuyển sang ứng dụng này có thể đồng bộ nhiều tài khoản trên một máy tính thì mình cảm thấy rất là hay, và cái này là cũng rất là nhiều người cần trong trường hợp mà trong một cái máy tính mà có nhiều người sử dụng, chúng ta cần đồng bộ nhiều tài khoản trên một máy tính thì cái ứng dụng này rất là tiện lợi cho chúng ta. Thì khi đó chúng ta vào cái cửa sổ này thì các bạn thấy là nó sẽ có, chúng ta mở lên. Chúng ta cũng chuyển nhé, chúng ta cũng phải vào cái tài khoản của mình, xong rồi vào Google Drive để chúng ta chuyển microfile này, chúng ta kích vào đây và chúng ta sẽ chuyển sang cái thư mục Google Drive 2 mà chúng ta vừa chọn đây. Mình sẽ vào đây. Chúng ta bấm select. Rồi bấm confirm, bấm save và bấm restart now. Thì các bạn đợi một lát nó sẽ khởi động lại. Thì cái Google Drive của mình nó sẽ vào trong cái thư mục này thôi ha. Rồi các bạn thấy là khi mà nó kích hoạt cái tài khoản Google Drive thì các bạn thấy nó có một cái biểu tượng, mình phóng bự lên cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy nó có một cái biểu tượng này không? Hình tam giác này. Mình nhìn okay, thì cái biểu tượng này là biểu tượng của Google Drive nha. Rồi như vậy thì chúng ta xong cái phần đồng bộ dữ liệu tự động từ máy tính lên cái đám mây của chúng ta. Thì ở đây hồi nãy mình tạo hai tài khoản cho nên ở đây nó sẽ hiển thị hai cái email này, các bạn thấy hai ổ đĩa này đó nha.
Mình có thể truy cập vào cái Google Drive 1-2 hoặc là có thể truy cập vào hai ổ đĩa này thì như nhau. Các bạn có thể sử dụng dữ liệu như nhau ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một cái tính năng của Google Drive mà mình cảm thấy rất là hay nữa, mà cực kỳ hay luôn. Đây, các bạn kích vào đây. Và mình sẽ vào là cái bản răng này, chọn Preference. Đây, cái thẻ này, cái thẻ My PC này, cái Google Drive này hồi nãy mình nói rồi đúng không? Là nó sẽ tạo cho chúng ta hai cái ổ đĩa. Để chúng ta muốn cái dữ liệu nào lưu trữ trên đám mây á, thì chúng ta sẽ copy, chúng ta ném vào đây thì nó sẽ đồng bộ lên đám mây. Tuy nhiên cái phần mà thẻ PC này chúng ta không cần phải ném vào đây mà nó cũng lên được. Chúng ta sẽ muốn muốn up cái dữ liệu nào lên đám mây thì chúng ta chỉ cần là vào My PC và chúng ta add cái folder. Và cái thư mục của chúng ta có thể nằm bất kỳ ở đâu trong cái máy tính của chúng ta. Đó, thì giả sử như ở đây, giả sử như mình trong OE của mình, mình tạo một cái folder. Tại vì cái máy này trống cho nên mình phải tạo một cái folder tài liệu quan trọng đấy, ví dụ vậy. Đó. Giả sử như trong cái tài liệu này, mình vô OE đây. Đây mình add lại nha. Rồi mình vô OE, mình đặt là tài liệu quan trọng, bấm select folder. Rồi, khi mình chọn thì nó sẽ có hai tùy chọn là đồng bộ với Google Drive. Chúng ta có muốn là up những cái hình ảnh qua Google Photo hay không? Nếu cần thì chúng ta chọn bấm done. Rồi, chúng ta bấm save. Thì cái thư mục này và kể cả những dữ liệu trong cái thư mục này nó sẽ up lên cái tài khoản Google Drive của chúng ta. Và khi mà những cái thư mục trong cái thẻ PC này thì nó sẽ chỉ up lên đám mây thôi và nó không thể đồng bộ tự động qua một cái máy tính khác nha các bạn. Cái Google Drive này thì sẽ đồng bộ sang một máy tính khác được, còn cái My PC này nó có nhiệm vụ up lên để nó sao lưu thôi, chứ nó không có thể đồng bộ tự động sang một máy tính khác nữa. Thì hai cái này nó cũng đồng bộ trên đám mây, nhưng mà cái Google Drive này nó có thể đồng bộ sang nhiều máy tính, còn cái này thì chỉ up lên để lưu trữ thôi. Các bạn lưu ý hai điều đó nha. Thì cái tài liệu quan trọng này khi mà mình để nó nằm trong thẻ PC thì nó sẽ vào đâu trong cái đám mây của mình trên trang web, thì mình sẽ mở này lên và mình vào driver của tôi này, và mình tạm thời tắt cái này nha. Và các bạn bấm vào cái thẻ là máy tính và bạn chọn là My PC. Đó, thì các bạn thấy là cái thư mục nó sẽ nằm trong đây, những cái tài liệu mà mình sử dụng cái thẻ PC á thì nó sẽ nằm trong cái máy tính này, và nó trong này nó chỉ có tác dụng là lưu trữ thôi, nó không thể đồng bộ sang nhiều máy tính khác, các bạn hiểu không? Và trong cái máy tính của mình, những thư mục tài liệu nào quan trọng mà mình muốn đưa lên PC, đưa lên đám mây thì chúng ta sử dụng chỉ đưa lên đám mây thôi nha, không đồng bộ máy tính khác, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ My PC này. Còn cái Google Drive này thì nó sẽ đồng bộ nhiều máy tính, cho nên chúng ta đưa vào cái mục này nha. Hai cái thẻ này tính chất nó giống nhau là nó được lưu trữ đám mây, nhưng mà khác nhau là cái Google Drive này nó đồng bộ nhiều máy tính được, còn cái này thì nó chỉ up lên để nó lưu trữ thôi. Các bạn hình dung nha. Rồi, ok, như vậy thì mình đã nói hết cho các bạn là Google Drive và PC rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đồng bộ sang một cái máy tính khác. Được chưa? Mình sẽ sử dụng cái tài khoản này và mình đồng bộ sang một cái tài liệu sang một máy tính thứ khác thử xem sao nha. Rồi đây là một cái máy tính khác đây ha. Bây giờ mình cũng tương tự, mình cũng cài Google Drive trên máy tính này, mình đồng bộ qua thử xem sao nha. Mình cũng mở Google Chrome. Rồi mình cũng sẽ search một từ khó là Drive App. Các bước thì tương tự như lúc nãy thôi. Rồi chúng ta tải về. Rồi chúng ta mở lên cài đặt. Yes. Tương tự chúng ta cũng tùy chọn nha. Rồi
Rồi, xong rồi, chúng ta đăng nhập vào. Rồi, tương tự chúng ta cũng đăng nhập tài khoản vào. Cái này là do lúc nãy chúng ta chưa đăng nhập trước thì nó yêu cầu chúng ta nhập tài khoản và mật khẩu thôi. Rồi, ok. Thì khi mà xong á, thì mình cũng vào cái read PC để mình xem. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ổ đĩa. Chưa tạo đúng không? Chưa tạo có nghĩa là chưa thành công. Chúng ta đợi một lát ha. Rồi, đó các bạn thấy là nó tạo cho mình một ổ đĩa đúng không? Và mình vào đây. Vào đây. Thì mình cũng thấy được là My Computer. Đó, các bạn thấy không? Những cái này nó đồng bộ về nè. Đó. À, và nó có một cái thư mục. À, lúc nãy mình ở máy kia mình có tạo là mình up lên cái My PC á, thì ở đây nó có cho mình một cái thư mục là Order My Computer này, các bạn thấy không? Là My PC ở đây. Đó. Nên hiện tại thì trong thư mục này trống, các bạn thấy nó hiện là hiển thị cho mình luôn. Rồi. Thì khi mà các bạn đồng bộ hai máy thì các bạn lưu ý với một cái điều này này rất quan trọng nha. Khi mà mình đồng bộ một cái file mà nhiều máy á, thì các bạn cần lưu ý cho mình một cái điều này rất là quan trọng và mình luôn nhắc với những người mà đang mới bước vào tìm hiểu cái dịch vụ này, đó là các bạn phải hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái Google Drive. Giả sử như cái mình có hai máy, máy 1 và máy 2. Mình copy một cái file, giả sử như cái file đó dung lượng lớn đi, ví dụ như là dung lượng nó là 1GB chẳng hạn. Khi mình copy mình thả vào cái thư mục Google Drive của máy 1, thì cái Google Drive này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó up lên đám mây. Giả sử như up lên đám mây là cái file đó 1GB mình up lên đám mây thì thông thường khoảng mất 2 phút đi. Đó. Và chúng ta sang cái máy 2. Thì sang máy 2 thì Google nó phải làm một động tác là nó phải, khi mà chúng ta khởi động máy 2 lên á, thì nó sẽ tải cái file đó về. Giả sử như cái file đó 1GB đi, tải cái file đó về thì nó sẽ tốn hết là khoảng 2 phút nữa là 4 phút. Như vậy thì nếu như mà các bạn có một cái file song song hai máy, thì khi mà mình sử dụng cái dịch vụ này á, thì các bạn phải chờ đã đồng bộ xong để cho chúng ta có được một cái file mới nhất trong cả hai máy luôn. Nếu như giả sử như mà các bạn không chờ nó tải xong, giả sử như có một trường hợp mà rất là hay gặp, đó là một file Excel. Một cái file Excel nếu mà trong một cái máy thứ nhất bạn làm, các bạn lưu rồi, nhưng mà các bạn chưa có tắt cái file đó, hoặc là các bạn tắt rồi nhưng mà cái file đó nó bị mất kết nối mạng chẳng hạn, nó không có up lên được Google Drive, mà sang máy 2 các bạn mở lên thì cái máy 2 nó chưa kịp đồng bộ, thì cái file ở máy 2 đó nó vẫn là file cũ, chứ nó chưa kịp đồng bộ giữa cái máy 1 lên Google Drive, cho nên nó chưa kịp tải về. Hoặc là có thể nó đã kịp đồng bộ lên Google Drive rồi, mà chúng ta mở cái máy thứ hai lên mà cái file đó nó chưa kịp đồng bộ về cái máy thứ hai, thì khi mà các bạn mở cái file trong đó thì vẫn là file cũ nha, các bạn hình dung nha. Cho nên một cách an toàn nhất khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ này thì các bạn để ý, các bạn kích vô cái chỗ mà cái mũi tên tam giác này, các bạn kích vào. Khi mà mình kích vào cái mũi tên tam giác này mà các bạn thấy nó có mũi dấu check như này là ok, là có nghĩa là cái file của chúng ta đã, cái Google Drive của chúng ta đã đồng bộ xong rồi. Còn nếu mà các bạn thấy nó trạng thái nó đang upload hoặc là đang download, có nghĩa là cái file chúng ta chưa đồng bộ mới nhất, thì chúng ta phải chờ nó làm xong thì chúng ta mới được sử dụng. Thì đó là cái nguyên lý mà cái Google Drive hoạt động. Thì khi mà mình hiểu như vậy thì mình làm việc nó sẽ thuận lợi hơn và nó sẽ không bị mất dữ liệu nha. Một cái trường hợp mà rất thường hay mất dữ liệu mà những học viên của mình hay gặp, đó là khi mà bạn sử dụng máy này, bạn ví dụ như một cái file Excel để đang mở, bạn thao tác nhưng mà bạn chưa đóng nó, bạn lưu rồi nhưng mà bạn chưa đóng nó đi, sau đó cái file đó vẫn là upload lên đám mây và cũng đồng bộ sang máy thứ hai, thì các bạn qua máy thứ hai và các bạn làm tiếp tục thì vẫn ok, không vấn đề gì xảy ra hết, và các bạn vẫn lưu cái file đấy lại, thì cái file đó nó cũng up lên đám mây bình thường, cũng không có điều gì xảy ra. Vấn đề xảy ra khi mà các bạn quay trở lại cái máy 1,
mà cái máy một là bạn chưa tắt cái file đó mà bạn làm tiếp thì cái file đó vẫn là file cũ. Cho nên khi mà bạn lưu, bạn lỡ tay mà bạn lưu một lần nữa, bạn lỡ tay mà bạn lưu cái file trên máy một một lần nữa thì cái file đó nó sẽ mất dữ liệu. Mất dữ liệu từ khi mà bạn làm thực hiện trên máy hai đó, bị mất đi. Cho nên là để mà an toàn những cái file như Excel, Word thì bạn làm xong các bạn tắt. Đó, để khi đảm bảo là khi mình mở lên thì mình mở được cái file mà cập nhật mới nhất nha. Đó. Còn một vấn đề nữa đó là về dung lượng. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 thì Google đã thay đổi chính sách là chúng ta không còn miễn phí bất cứ một cái gì nữa mà chúng ta đều phải mua. Chỉ có miễn phí 15 GB khi mà chúng ta tạo tài khoản thôi. Thì các bạn thấy ở tài khoản của mình là hiện tại là có 15 GB mà mình đã sử dụng hết 5.42 GB rồi. Thì nếu mà hết cái dung lượng này thì chúng ta có thể mua của Google bằng cách là các bạn bấm vào cái nút mua bộ nhớ ở đây. Các bạn nên nên mua những sản phẩm chính hãng nha, những sản phẩm chính hãng. Còn những cái sản phẩm mà trên internet người ta bán vài trăm ngàn nhưng mà không giới hạn dung lượng thì mình nghĩ cái đó nó cũng không an toàn lắm đâu. Mà mình vào cái chỗ mua bộ nhớ ở đây và mình vào đây mình mua thì mình thấy là cái giá nó cũng rất là rẻ. Nó rẻ là vì sao mình nói nó rẻ, là lý do là nó rẻ rất là nhiều lần so với việc mà mình bị mất dữ liệu. Giả sử máy tính của mình hay là ổ cứng của mình bị hỏng hóc chẳng hạn thì những dữ liệu của mình là nó là vô giá trị, nó cho nên là không có tiền nào mua được những cái dữ liệu của mình đó. Cho nên là mình nghĩ là 100 GB thì những cái tài liệu như là Word, Excel hay là những cái trừ trừ video ra thì các bạn có thể lưu thoải mái rồi. Còn những bạn nào mà làm video hoặc là làm phim á, thì chúng ta có thể cái dữ liệu của mình lớn hơn thì mình có thể sử dụng là 200 GB hoặc là 2 TB. Thì chi phí nó, ví dụ có cái gói mới thấp nhất 100 GB thì khoảng 45.000 một tháng. Thì khi mà chúng ta mua nguyên năm thì chúng ta được lợi 2 tháng, chỉ tốn 450.000 thôi. Đó, thì mình sử dụng cái gói này với trả phí này 2T này. Mình có thể đồng bộ tất cả những dữ liệu của mình trên Google Drive luôn để cho nó an toàn và mình dễ truy cập từ xa. Có nghĩa là mình muốn lấy cái dữ liệu nào thì mình chỉ cần vào điện thoại của mình vào mở Google Drive, mình lấy link mình gửi cho người khác thôi, ha, rất là tiện lợi, mình không cần phải mở máy tính. Đó, thì đây là những cái gói và tương ứng với giá của nó. Thì các bạn có, nếu mà có nhu cầu sử dụng hơn 15 GB thì các bạn có thể mua nha. Thì cách trả tiền thì cũng dễ lắm. Ở đây nó cho Google cho chúng ta trả bằng Momo. Ví dụ mình bấm vô cái gói này đi, bấm vô đây. Rồi mình bấm đồng ý. Xong rồi nó sẽ hiện ra một loạt các cái phương thức thanh toán, thì trong đó có Momo. Momo thì hiện tại ở đây người Việt Nam mình sử dụng rộng rãi rồi ha. Mình bấm thêm vào ví Momo này, đó. Đó, hoặc là Yellow Pay. Những cái này thì chắc chắn là người Việt Nam mình rất là thân thiện rồi. Mình có thể sử dụng cái ví hoặc là Yellow Pay để chúng ta thanh toán rất là dễ ha. Rồi, như vậy thì trong video này khá dài, mình đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết các cái bước để chúng ta đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên Google Drive cũng như đồng bộ ở nhiều máy. Nên nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment vào bên dưới, và nếu thấy hay hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.